Trong tập này, Hưng sẽ hướng dẫn các bạn động tác tiếp theo, đó là động tác số 6. Trong động tác số 6 nó sẽ có hai phần, đó là phần cơ bản và phần nâng cao. Vậy thì hãy bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với động tác cơ bản số 6. Chúng ta sẽ sử dụng lực, đó là cổ tay và phần cánh tay. Chúng ta sẽ hất từ phía bên phải qua sao cho chai quay một vòng. Đồng thời cánh tay mình sẽ xòe ra như vậy và chụp lại cổ chai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác số 6, nâng cao. Khi các bạn đã thành thạo những động tác cơ bản thì chúng ta sẽ đến những động tác nâng cao. Lần này chúng ta sẽ sử dụng lực nhiều hơn một xíu. Chúng ta sẽ dùng lực của cổ tay sao cho các bạn hất hai vòng và bạn chụp lại. Cũng như những lần trước, Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn những lỗi mà các bạn mắc phải khi bạn luyện tập. Ở tình huống số 1 thì các bạn sẽ sử dụng lực rất là đúng nhưng mà các bạn chỉ chụp được phần đáy chai. Ở tình huống số 2, các bạn quay vòng rất là đúng nhưng mà các bạn chụp lại ở phần phía thân chai. Mời bạn Hùng. Ở tình huống số 3, các bạn thải chai rất là đúng, bạn đã chụp được cái phần cổ chai nhưng nó chỉ nằm ở bên phía tay phải các bạn. Và bạn quên sử dụng lực, đó là lực của cánh tay để mà cho cái chai bay vào phía bên tay trái. Và chúng ta sẽ đến với tình huống sai số 3.